Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay setup cho một anh khách ở ngồi Quảng Ninh nha. Một bộ combo khá là khủng luôn. Đây, thì nay sẽ lên cho ảnh một bộ combo máy xiếc bu lông của Milky hai con nha. Thì một con là một in, mã của con này là M18 1FHVWF1D. Con này thì khá là khủng rồi, chuyên dành cho những anh em làm xe công nè, anh em làm xe cơ giới nè. Đó, con này thì nó sẽ có hai mã, một mã là cốt ngắn, một mã là cốt dài. Hiện tại là lấy một mã cốt dài để có thể là phù hợp với công việc của anh khi mà có những chiếc xe công hoặc là những chiếc xe xúc xe, nó có những con ốc nó nằm ở phía sau bên trong, thì mình sử dụng cái con cốt dài này mình sẽ dễ dàng mở những con ốc đó nha. Rồi, thì hiện tại một anh em mua một thang máy này, thang máy máy xiếc bu lông này, thì mình sẽ tặng cho anh em một viên pin 12Ah đó, M18HB12. Đây là viên pin mình tặng cho anh em đó. Sạc này thì mua kèm với giá cực kỳ tốt luôn. Sạc này chính hãng của nó rơi vào tầm khoảng 1,6 triệu, nhưng mà anh em mua thì giá sẽ cực kỳ ưu đãi luôn nha. Đây là giá niêm yết của hãng, còn anh em mua rồi thì nói chung anh em mua combo thì mình sẽ tính cho anh em xích tốt nhất có thể. Rồi, cái thang bu lông này lực của nó là 2711 newton, khá là khỏe nha anh em. Nó có tới bốn cấp số. Bây giờ mình sẽ test thử sơ cho anh em xem nhé. Đây mình sẽ cắm thử vào. Đó. Con này thì anh em đi làm khá là tiện luôn, cho những anh em nào mà chuyên về lưu động nha. Đây. Đó. Ở trên này thì anh em sẽ có cái nút chuyển trái phải nha. Rồi, ở dưới này thì anh em sẽ thấy ở ngay này này thì nó đây là cái cấp số để anh em có thể chuyển 1, 2, 3, 4 tùy cái cấp lực của từng của loại ốc nha. Đó, khá là khỏe luôn. Rồi, máy này thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em thành 12 ráng. Đó. Rồi, tiếp theo anh có đặt thêm một combo của một cái máy xiếc bu lông. Loại này là xiếc bu lông gốc nha. Lực con này nó là 300 newton. Con này sử dụng có chức năng búa, còn có những con thì nó sử dụng bằng cấp trượt. Đó, mỗi máy thì nó sẽ có mỗi cái ưu điểm và nhược điểm. Bộ này thì nó nằm trong cái bộ túi khá là đẹp. Rồi, cốt con này là cốt 1/2 nha anh em, 1/2. Mã con này là M12FRAIVWF12. Đó, mã chính hãng luôn. Đó, thì anh em mua cái thang máy này, mình sẽ tặng cho anh em một pin một sạc luôn. Một pin 4A và một sạc nha. Tặng cho anh em thang máy luôn. Con này thì sử dụng đầu cốt là cốt 1/2, lực của nó là 300 newton. Thì những cái con bu lông gốc này á, thì sẽ phù hợp cho những anh em nào mở ở xe ở dưới đáy, chúng ta mở ngược lên, hoặc là những cái góc hẹp chúng ta có thể luồn vào, mà chúng ta sử dụng bằng cái những cái chìa khóa cơ, nhiều khi thao tác tay chúng ta chậm hoặc là nó khó khăn thì chúng ta sử dụng con này. Đó, cái này thì nó có ba cái cấp số này. Đây, cấp anh em thấy cái hình mũi tên nó xoay tròn, đây là auto, nó sẽ tự động nha. Đó, con này mình bán chạy khá là chạy luôn. Đó, rất là hay. Rồi, những anh em nào mà thợ sửa xe, thợ máy, anh em đang cần những cây bu lông thì anh em liên hệ mình nha. Thì mình đang có hàng và có đầy đủ sẵn cho anh em. Đó, anh em nào quan tâm thì anh em cứ liên hệ sớm nha. Rồi, chào tất cả anh em.